Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay bên xưởng mộc đang sơn mấy bộ ghế. Với cả nữa là cái mẫu chèm rừng Nghê Định này bên mộc bán chạy quá. Thì mộc cũng quay cho mọi người coi cái mẫu chèm rừng Nghê Định này nha. Thì hôm nay quay cho mọi người coi hàng mộc bên xưởng mộc sơn. Thì chất liệu như mộc nói cái bộ này là gỗ chèm rừng. Mặt bề mặt ghế là gỗ xoan đèo nguyên tấm, dày 2 phân. Đó, và chất liệu này là gỗ chèm rừng nha mọi người. Nên cái bộ này nó mới mát nha. Là bộ này là giá 14 triệu 900 một bộ. Nếu mà bên xưởng mộc về sơn xịt hoàn thiện nha. Đó, mẫu là chạm nghê định. Tựa là chạm tứ lân, là long lân quy phụng. Và chất cây như mộc nói là chất cây gỗ gỗ chèm rừng á. Nên mọi người thấy à, các nét chân đục rất là sâu. Và nữa là cái màu, cái chất cây của nó rất là sậm. Đây là tay con lân liền. Đấy, đục vậy rất là đẹp luôn. Mẫu này thì mộc đục bằng máy nhé. Máy CNC mọi người, xong một sửa lại bằng tay sơ qua thôi. Đó, cái dáng ghế rất là đẹp. Và bộ này là giá là 14 triệu 900 sơn xịt hoàn thiện mọi người. Đó. Chất cây gỗ chèm rừng này, cái vân nó rất là đẹp nha mọi người, chứ không phải là gỗ chèm lai là bên xưởng nhà mộc bán rất là rẻ. Như một bộ như mộc nó chỉ có giá 10 triệu 400 thôi. Còn cái loại gỗ chèm rừng này là nó chân lật với cả cái gỗ chèm la là 4 triệu rưỡi nha mọi người. Nó mắc là do vừa chất gỗ à, cái nét chạm này với cả cái chất sơn nữa. Bởi riêng một bộ chèm rừng này là mộc sơn bằng tiền cái một bộ ghế gỗ gõ đỏ luôn. Sơn một bộ như thế này là nó mắc hơn so với cả sơn hàng thường là 600 ngàn nha mọi người. Nên cái chất sơn của nó, sơn mộc sơn rất là tốt. Bạn xài vào khoảng cỡ 5 đến 7 năm á, bạn mới cần sơn lại nha. Còn đây là bên xưởng mộc. Nhớ quay cho mọi người coi. Đây, mấy bộ này là mấy bộ chèm thường à. Thì cái mặt bề mặt ghế với cái chân đôn nó mỏng. Đó, là ý là cái mặt nó mỏng với cả cái ghế của nó. Thì cái dáng ghế này là ghế thường này, mọi người thấy không? Nó như một bộ bát tiên như thế này chỉ có 12 triệu 500 một bộ thôi. Nó chạm rồng rất là to, nhìn bạn nhìn hoành tráng như vậy nhưng mà nó rẻ, bởi vì cái chất cây của nó là gỗ thường nên cái loại này là nó rẻ. Còn đây là bộ ghế sau khi mà bên mộc sơn xịt hoàn thiện nha. Đó, là bộ này là bộ chèm rừng Nghê Định tay 12, giá là 14 triệu 900 một bộ sau khi mộc sơn xịt hoàn thiện. Và cái bộ này là bên mộc bán rất là chạy nha. Và nữa là mua thì mua tận xưởng của mộc luôn, là xưởng mộc nội thất ở khu làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Biên Hòa, Đồng Nai. Là mẫu này là mẫu bên khu làng mộc sản xuất và của bên xưởng nhà mộc làm. Đó, mua tận xưởng nên giá rất là rẻ nha mọi người. Đó. Còn nếu mà về tỉnh như mộc nói là thường về tỉnh ấy, nếu mà bán thì chắc tầm khoảng cỡ 20 triệu bộ này. Nhưng mà nếu mà về tỉnh bạn kiếm bạn mua cũng không có. Thường cái loại mà ở tỉnh người ta hay bán ấy, thì người ta thường thường người ta bán mấy cái loại mà chèm la ấy. Nó giá rẻ ấy, thì tỉnh người thì mấy cái mẫu ấy thì bên nhà mộc bán khoảng tầm như mộc nói là 10 triệu 400 một bộ. Còn mấy cái mẫu chèm rừng này thường ở tỉnh người ta không dám nhập về bán, bởi vì cái giá thành nó cao, và nữa là khách hàng mua mà người ta không hiểu á. Đó, thì người ta hay đi so giá rồi này nọ. Tại vì một bộ chèm rừng như thế này 14 triệu 900, còn bạn biết là một bộ chèm thường nó có 10 triệu 400 à, nó chật lật 4 triệu rưỡi, nhưng mà khách hàng đâu có hiểu đâu. Nói câu thứ nhất, là câu thứ hai là đã đi so giá rồi. Đó. Còn như ở như Mộc nói là cái bộ này về tỉnh ấy, thì người ta hay nói là gỗ xoan đèo toàn bộ. Và bán một bộ ấy rất là cao và người ta nói là gỗ xoan đèo, nhưng mà thật ra không phải nha mọi người. Mẫu này ở khu làng nghề mộc sản xuất, chất gỗ của nó chỉ là gỗ chèm thôi nha. Còn mộc thích sơn màu gì, màu gõ hay màu xoan hay màu căm xe, thích sơn màu gì thì mình sơn thôi. Đó, bởi vì sơn rồi bạn nhìn, bạn không phải là dân trong nghề, bạn nhìn bạn không có biết được nó là gỗ gì hết. Đó. Còn nếu mà bạn muốn biết ấy, thì bạn phải chè ra, hay là bạn phải nhìn dưới gầm, hay nhìn cái chất vân mẹ mới biết được. Đó. Còn thường về tỉnh người ta nói lung tung gỗ. Mộc nói, Mộc đi trước, Mộc có đi tham khảo, nói loạn gỗ luôn. Khách hàng đi mua hồi cứ nói là gỗ xoan đèo với gỗ căm xe, nhưng mà thực ra nó chỉ là gỗ chèm thôi. Đó. Người ta nói hồi loạn giá luôn. Còn đây là bộ ở nhà khách khác nha mọi người. Thì chào mọi người nha, nếu thấy clip của Mộc hay thì bạn có thể đăng ký channel của Mộc để tham khảo nha. Chào tất cả mọi người.
Và quên nói với mọi người là một bộ như thế này bạn có thể xài khoảng 25 đến 30 năm là vô tư nhá. Bởi vì chất gỗ của nó là chất gỗ rừng nên nó rất là cứng nhá mọi người. Đó. Nên thằng này bạn có thể xài khoảng 25 đến 30 năm là vô tư nha. Đó. Cái này là mộc nó thật nha mọi người chứ không có chém gió nha. Còn bình thường nếu mà làm đúng chất gỗ ấy và xử lý khô rồi là bạn xài là không có bao giờ mà sợ gang nhất hết á. Còn cái gỗ tự nhiên ấy, như thằng này thì nó gang ấy, thì nó chỉ gang răm răm thôi chứ không bao giờ nứt xe lớn nha. Bởi vì mộc có bảo hành cho mọi người là bảo hành 2 năm về mối mọt với cả nứt xé mặt. Mà vì sao mà chỉ cần bảo hành 2 năm thôi? Bởi vì nếu mà bạn sử dụng quay 1 năm ấy mà cái gỗ cây nó không bị sao ấy, là cái cây nó sẽ rô cái độ khô ổn định rồi, là bạn xà từ đấy về sau á là nó sẽ không bao giờ bị sao hết, mối mọt nó cũng vậy luôn. Bởi vì mọt ấy là nó ăn từ bên trong gỗ nó ăn ra, nên nếu mà bạn sử dụng khoảng 1 đến 2 năm mà nó không có vấn đề gì là nó sẽ không có bao giờ nó có vấn đề gì hết. Còn mối ấy, thì mình không chạy có chắn được rồi, nếu mà nhà bạn mà xây bê tông hay gì ấy, thì nó cũng không bao giờ nó có mối hết. Đó là vì vậy là sao chỉ cần bảo hành 2 năm là vì vậy nhé mọi người. Đó còn một số sản phẩm như chẳng hạn gõ đỏ hay mấy cái gỗ hương ấy gì ấy, mộc bảo hành 5 năm cho khách là để cho khách người ta có niềm tin thôi. Chứ thực sự nha, nếu mà người ta bảo hành cho bạn ấy thì người chỉ cần họ bảo hành 2 năm thôi. Nếu mà bạn đã xài qua 2 năm mà nó đã không bị làm sao ấy, là đồ gỗ nó sẽ không bao giờ nó bị sao hết. Đó, đặc thù của đồ gỗ là như vậy nhé mọi người. Bởi vì cây nó đã rồi cái độ khô ổn định của nó rồi. Này bạn xài hòa luôn, bạn xài muôn đời nó chẳng bao giờ bị sao hết. Bởi vì cây nó xử lý khô rồi mà. Còn nếu mà bạn xài mà mua phải hàng đểu ấy, bạn xài chỉ cần 4 đến 5 tháng thôi, 6 tháng thôi, hay dưới 1 năm thôi là nó nứt bung bét ra, xong rồi nó vặn viếc rồi này nọ, xong nó bị mọt đủ các kiểu với mọi người. Đó, nếu mà người ta đã xử lý đều cho bạn là bạn mua cỡ nào nó không chết. Mày nó bảo hành thì nó nói bạn bảo hành 20 năm bảo trì vĩnh viễn, nhưng mà thực ra mẹ nó có bảo hành đâu. Lúc mà nó không bảo hành của bạn ấy thì ấy, bạn chẳng làm gì được hết ấy. Đó, bởi vì nó rất là sai, như chẳng hạn như đơn giản này như mộc à. Đó, mỗi lần mà mộc phải bảo hành cho khách hay là có vấn đề gì ấy phải đợi có chuyến nhé mọi người, phải tẹt ngang qua nhà khách đó mình mới chỉnh sửa được. Hoặc là đơn giản ấy là phải nhiều khi ấy, mình ở xa quá, nhiều nhiều lỗi nhỏ mình không làm được, phải kêu khách là ăn ở xa, ăn ở gần đấy có xưởng nào hay là có cái cơ sở nào làm gỗ ấy, ăn chỉnh sửa lại hết bao nhiêu em gửi tiền lại. Nó chứ không phải là thích bảo hành là bảo hành đâu mọi người. Bảo hành xe nó nhiều cái vấn đề, nó rất là khó khăn với cả nó rất là cực. Chẳng hạn như khách mà trong vòng khoảng bán kính mà 60 km ấy, đấy là mộc có thể nó có chuyến đi thường xuyên, mình có thể ghé qua mình chở hàng về sửa mình làm hay sao đó, hay mình ghé qua nhà khách mình chỉnh sửa mấy lỗi nhỏ, hay là nhiều lỗi nhỏ thì mộc chỉ cho khách chỉnh sửa đó. Chứ mà nói chung là cái vấn đề bảo hành thì Mộc sẽ có thể chia sẻ cho mọi người trong một clip sau đó. Nếu mà mọi người xài như Mộc nói ấy, nếu mà mọi người xài ổn định ấy đó, chỉ cần là sử dụng mà qua 1 năm hay qua 2 năm mà nó không bị sao ấy, là bạn xài hòa luôn, bạn xài 20-30 năm sau nó cũng không có bị sao hết đó. Bởi vì cái cây nó đã rô cái độ khô ổn định của nó rồi nha mọi người. Đó, ôi chào tất cả mọi người nha. Bạn có thể xài 25 đến 30 năm với mẫu chèm rừng nghe đợt này của bên xưởng mộc và của khu làng nghề mộc là làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Biên Hòa Đồng Nai nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Cho em coi phim 1 phút được không anh? Dạ. An vô anh xem giùm em ạ. Vâng ạ, anh cứ xem ạ, không sao ạ. Nó không rạn được nữa chị ơi, tại bên hàng ghế bên em là khô rồi. Khô rồi. Vâng ạ. Thì sợ nó rạn cái này nữa chứ. Cái hàng tươi thì nó mới là không rạn chị, còn bên em là để khô lâu, để khô rồi bên em mới làm ạ. À.
Cái đấy là cái phần gần mát mát của nó anh chị. Dạ. Nó không bị teak đâu. Dạ đúng rồi, chạm hai mặt rồi.